Cho nên đây là cái điều mà chúng ta đã hiểu một cách rất là sai lầm. Vì vậy cho cái gieo duyên của Phật Pháp là ngay chỗ này. Nhờ gieo duyên này, 5 năm, 10 năm hồi lúc nhỏ nó đi chùa, nó học, nó tu, mai này lớn lên nó có chồng, có vợ, hoặc nó đi làm ăn, nó không có điều kiện, nhưng mà cái lành, cái thiện, cái Phật Pháp ở trong lòng, nó đi bốn phương đi chăng nữa, cái này trong lòng nó không có mất. Cho dù nó không có dịp đến chùa, nhưng mà cái ý niệm này nó có. Cho nên nó kinh doanh, nó làm ăn cũng có đạo đức, nó sống với gia đình, nó cũng có thủy chung, hiền ngoan, sợ tội, sợ phước. Rồi mai này những cái hạt giống lành giúp cuộc đời của nó hạnh phúc, an ổn, lâu dài hơn. Tại sao chúng ta không làm? Mà chúng ta nghĩ đến chừng nào nó mới làm? Nghĩ đến chừng nào già như thế này mới đi tu? Trời đất ơi, đã trải qua những giai đoạn khổ đau trong cuộc đời, rồi tàn phế trong cuộc đời mới đi tu để làm gì? Lúc đó bên bờ mé sanh tử đã muộn rồi. Sau cả một quá trình thanh xuân của chúng ta tận hưởng nhiều hạnh phúc, mà không tạo điều kiện để mình hiểu được mình hưởng hạnh phúc, để đọa đài mình trong bao nhiêu năm tháng trong cuộc đời, rồi đọa đài đã cái đến già mệt mỏi quá mới tu hành. Còn nếu chúng ta biết được trước kia thì mấy mươi năm này chúng ta làm được bao nhiêu điều tốt trên cuộc đời, hạnh phúc an vui bao nhiêu, rồi chúng ta dạy được cả một thế hệ cháu con của chúng ta là bao nhiêu. Tại sao chúng ta không làm những điều này? Cái đó chúng ta gọi là gieo duyên đó. Các vị hiểu là gieo duyên. Cho nên tôi chỉ cần người cha người mẹ chúng ta là một người Phật tử thì như một người lớn đi trước mớm mồi cho tất cả các con của chúng ta, để gìn giữ một truyền thống này cho đẹp. Đời nó rất là phức tạp. Cuộc đời nó không dạy cho chúng ta cái hiền cái thiện đâu, mà cuộc đời nó làm gì ra tiền là nó cứ làm. Cái tuổi trẻ nông nổi chừng nào nó sẽ chiêm vào cho cái tuổi trẻ nông nổi bằng những cái hưởng thụ bậy bạ không chừng đấy, để đánh mất cái này cái kia, cái sự nghiệp tương lai của mình, để bán rẻ danh dự, để tiền này nó dồn vào trong những cái người có thủ đoạn kinh doanh bằng những cái quan đường của giới trẻ. Con của người ta chứ đâu phải con của họ đó, họ sợ hư là hư con của người ta chứ đâu phải hư con mình. Cho nên cứ kinh doanh thoải mái, thằng nào không biết đạo đức lễ giáo, ăn chơi hay là phóng mạng đó, bỏ mạng chịu à, đâu có sao. Tôi kinh doanh ai kêu nó bước vô à, thành ra cái vấn đề này chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên à, chỉ có một môi trường ở trong chùa mới dạy một cách chân thành như thế. Còn á, thông thường thì khó một môi trường nào dạy chúng ta một cách chân thành lắm. Cái gì có lợi thì họ làm thôi. Cho nên ở đây, sở dĩ thông thường xã hội chúng ta bị gạt là sao vậy? Bị gạt bán mạng mình, bị gạt cả gia tài sự nghiệp là sao? Bị những lời nói ngọt ngào, cái kiểu mà quyền lợi đó, đánh vào lòng tham, ăn chơi vui vẻ, tự do mà có quyền lợi kìa, sáu phái, có được cái kết quả dễ dàng quá. Bỏ vô con đồng mà nó lợi chừng 5-70 đồng, 5-7 tỷ gì đó. Chúng ta cảm thấy nó đánh vào cái lòng tham của chúng ta, mà chúng ta rơi vào trong bẫy rồi nào không hay. Xin thưa các vị cảm thấy rằng người ta thường thường người ta nói là gì đó, bắt con tép để nhử con tôm không? Thông thường trong cuộc đời là như thế. Chúng ta trở thành một con tôm sụp bẫy. Cho nên bao giờ chúng ta có tu học, chúng ta mới kiềm chế được những tham sân si của chúng ta trong cuộc đời, thì mới quả mai chúng ta tránh bớt đi ít nhiều cái vấn đề phức tạp và khổ đau trong cuộc đời. Vì vậy cho nên tu học là một điều vô cùng quan trọng với cuộc đời của chúng ta. Và nếu nhìn lại trong cái vấn đề để gọi là tu xuất gia, thì cho dù tu xuất gia gieo duyên hay không gieo duyên, thì cái xuất gia nó đều có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời theo tầm nhìn dài lâu của chúng ta. Nó là một việc làm rất tích cực chứ không có tiêu cực đâu các vị. Nhưng mà xin thưa các vị, với những người xuất gia thì sao? Nếu một người xuất gia thật thụ thì chúng ta nghĩ như thế nào? Ai là người có thể trở thành người xuất gia được? Xin hỏi đại chúng. Tất cả chúng ta đều trở thành người xuất gia được ha. Còn nếu này để gọi là ai là người phải thọ tỳ kheo được, thì ở trong luật có nói là người á, sáu căn không hoàn cụ thì không được thọ tỳ kheo. Nhưng mà không phải là không được xuất gia. Được xuất gia nhưng mà không được thọ giới tỳ kheo. Tức là khi lục căn không hoàn cụ, mắt tai mũi lưỡi không hoàn hảo, trí não không hoàn hảo, thì những người này không được thọ tỳ kheo. Và bản thân người này với tâm sinh lý không bình thường, tức là một vài ba phai gì đó, thì cũng không được thọ tỳ kheo à. Cái này á, ở trong luật rất là rõ ràng.
Như vậy, được xuất gia mà không được thọ tỳ kheo, trên nguyên tắc của tinh thần Đại Thừa Phật Giáo, thì được thọ thập thiện sa di Bồ Tát, nhưng mà cũng không được thọ tỳ kheo. Nó có những cái vấn nạn của nó như vậy. Như vậy thì để gọi là xuất gia thì ai cũng được quyền xuất gia, nhưng mà thọ tỳ kheo phải là người lục căn hoàn cụ. Chúng ta đừng có suy nghĩ là tại sao Đức Phật phải phân biệt một người hoàn chỉnh và người không hoàn chỉnh. Đức Phật là mở cửa phương tiện hết cho tất cả chúng ta đều được tu rồi, nhưng mà để gọi là trở thành một vị tỳ kheo có nghĩa là một con người của một hàng thánh tương lai, thì tự thân Đức Phật trước khi để trở thành một bậc thánh, trước khi trở thành một vị Phật, phải qua quá trình tu hành luyện kiếp để trở thành một con người hoàn hảo về thân tướng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trước khi thành Phật. Vì vậy, một con người trở thành một bậc thánh giả thì cần phải được thân tướng trang nghiêm. Do đó, luật tỳ kheo không cho những cái người mà gọi là lục căn không hoàn cụ để gọi là thọ tỳ kheo. Nhưng để gọi là bước vào xuất gia thì ai cũng được cả. Lục căn hoàn cụ hay không, tật nguyền như thế nào, đầu óc bình thường hay không, đều được xuất gia cả. Tệ nhất cũng là những người xuất gia gieo duyên. Hiểu cái này không? Như vậy thì ở đây chúng ta không còn gì để thắc mắc giữa một người xuất gia để thọ tỳ kheo hay là thọ các giới pháp khác như thế. Như vậy, khi là trở thành một người xuất gia thật thụ, tức là bây giờ một thầy tu trở thành một người xuất gia là tỳ kheo, xin thưa các vị, tu hành có được hoàn tục không? Được không? Được. Chứ đừng nói tu 10 ngày thì được quyền hoàn tục, còn mấy thầy thì không được quyền. Cái này nó không có như vậy. Đâu loáng thoáng nghe nói hết duyên đó, hết duyên. Tức là hết 10 ngày lại là hết duyên. Thấy không? Còn có những người tu 5 năm, 10 năm, 20 năm thì sao? Hả? Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu thêm một cái bước này để các vị có một tầm nhìn rộng về trong Phật giáo của chúng ta. Thông thường, ở Việt Nam chúng ta có một cái vấn nạn mà vô cùng quan trọng. Mà cái vấn nạn này xem như là một điều rất là nguy hiểm trong vấn đề nhìn nhận về Đạo Phật và người xuất gia. Ở chùa ai mà tu hành mà 5 năm, 10 năm rồi sau đó hoàn tục á, thì chúng ta xem như đó là một cái chuyện gì kinh khủng lắm, nhất là miền quê. Chúng ta xem như là một cái sự kiện gì khủng khiếp lắm. Chúng ta sẽ trở thành một cái tin đồn, cái chùa đó, cái tịnh xá đó, sư cô đó, ông thầy đó, bây giờ hoàn tục rồi. Chúng ta xem như là một sự kiện khủng khiếp. Nhưng mà xin thưa với các vị, đúng ra sự kiện đó như sự kiện chó cắn mèo vậy thôi, chứ không có gì quan trọng. Tôi muốn nói với các vị, tôi hỏi với các vị, xuất gia hoàn tục có tội không? Hả? Có tội không? Hả? Những người xuất gia gieo duyên cho biết là tội gì? Tội là ăn của chùa, là ăn của thí chủ đàn na, ăn của bá tánh mà mình làm không được nên chuyện là mình có tội. Làm không được nên chuyện chưa hẳn là có tội. Bởi vì những tháng ngày ở trong chùa mình làm gì? Khi ăn cơm đàn na mình làm gì? Đây là một vấn đề quan trọng. Những tháng ngày ở trong chùa, nếu mình công quả công phu một cách hết lòng với chùa chiền mà bây giờ không đủ cái duyên để tiếp tục thì mình hoàn tục, ăn đó trả đó, giống như tầm, ăn tầm thì nó nhả tơ ngay đó vậy thôi. Sau khi không nhả tơ nữa nó chết hay là nó gì là cái chuyện của tương lai đó. Nguyên tắc hoàn tục không có tội mà phạm giới mới có tội. Chúng ta phải hiểu cái này. Một người không đủ duyên tu tập nữa thì cứ hoàn tục. Ví dụ đi không trọn con đường thì nửa đường gãy gánh cũng chả sao. Đó là nguyên tắc. Trên cuộc đời này chúng ta đừng có quan niệm, nhất là Phật tử, chúng ta cảm thấy cái đó như một vấn đề to tát. Và chính cái chỗ mà chúng ta thấy vấn đề đó như một vấn đề to tát, cho nên con cái chúng ta nếu nó có duyên nó nói má ơi con muốn đi tu quá, hoặc nó nói ba ơi con muốn đi tu quá, cái mình là ba là mẹ mình nói sao? Mày nhắm mày đi tu được trọn đời không mày? Hỏi vậy thằng nào dám biết mình đi trọn đời? Nó mới 15, 17 tuổi mà nó thích đi chùa quá, nó thích đi tu, nó thích xuất gia. Cái hỏi má ơi, ba ơi, con muốn đi tu. Cái cứ hỏi nó, mày nhắm mày đi tu được trọn đời không? Hỏi câu vậy bít cửa. Đâu biết nữa, 10 năm, 2, 30 năm sau mình đâu có biết. Cho nên chính cái chỗ mà chúng ta suy nghĩ một cách tiêu cực
và sai lầm như thế này, chính cái chỗ đó chúng ta đẩy một thời gian, Phật pháp chúng ta sẽ không còn người đi tu, và lúc đó Phật pháp sẽ nên điêu tàn. Tại sao mà Phật pháp cái người đi tu bây giờ nó lại hiếm hoặc là đôi khi ít? Là vì ở chỗ chúng ta quan niệm như thế này: ai đi tu mà hoàn tục xem như người đó chiến bại, như một cái gì sỉ nhục, như một cái gì thê thảm lắm. Gia đình có những đứa con đi tu mà lỡ hoàn tục, cái chúng ta cảm thấy mặc cảm với bạn bè, và chúng ta cảm thấy cái gì nó tội lỗi cái gì đâu á. Đó là quan niệm rất sai lầm của chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta hiểu rất là lệch lạc về chuyện này, cho nên không có ai dám đi tu cả. Tại vì mình cứ hỏi là mình nhắm đi tu được trọn đời không kìa, mà đâu có ai biết mình là ngày mai mình là cái gì. Đó, thành ra cái này chúng ta cần phải hiểu một cách cho nó chính xác lại. Xin thưa các vị, đi tu mà hoàn tục không có gì là có lỗi, nhưng không cao quý, không cao thượng thôi. Đi tu trọn vẹn thì tuyệt vời hơn rất nhiều, là một điều có ý nghĩa rất nhiều. Còn nếu chúng ta đi tu 1 năm, 3 năm, 5 năm đều tốt cả, đi trọn đời càng tuyệt vời hơn. Chúng ta phải hiểu cái chỗ này. Chính cái chỗ mà chúng ta không hiểu, chúng ta đã đẩy Phật giáo vào trong chỗ tiêu cực. Và chúng ta lấy cái cớ để cho những người không có tu, người ta chỉ trích và mỉa mai trong vấn đề tu học này. Các vị phải hiểu như vậy. Chúng ta nhìn nhận lại Phật giáo Thái Lan, một nền tảng Phật giáo Thái Lan mà chúng ta phải học. Tại sao Phật giáo Thái Lan phát triển rất là mạnh? Tại sao? Các vị biết rằng tất cả công dân Thái khi lớn lên đều phải một lần được xuất gia, ít lắm là 3 tháng ở trong chùa. Không, ai tu được 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí trọn đời càng tốt, nhưng ít nhất phải được 3 tháng ở trong chùa. Và 3 tháng đó hoàn toàn không vi phạm một điều luật nào ở trong chùa hết. Thì sau 3 tháng đó mới được cái ban tổ chức trong nhà chùa mới cấp cho một cái giấy chứng nhận người này đã trải qua 3 tháng ở trong chùa là một người tốt. Và nhờ cái giấy chứng nhận đó, mai này đi xin việc làm cũng được, cưới vợ cũng được, tham gia bất cứ chương trình gì cũng được. Mà không có cái giấy này thì không ai nhận cả. Học hành, tham gia tất cả nghề nghiệp, thậm chí cưới vợ cũng không ai chấp nhận luôn. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên sự tu hay là hoàn tục của Thái Lan đối với họ là bình thường. Càng tu lâu càng tốt, trọn đời càng tuyệt vời hơn. Còn nếu không thì 3 tháng cũng đã quá tốt rồi. Đó là người ta đã tạo cho một cái điều kiện tốt là để gieo duyên với Phật pháp. Tu được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Tu được 3 tháng thì tốt theo 3 tháng. Tu được 1 năm thì tốt theo 1 năm. 5 năm thì tốt 5 năm. 10 năm tốt 10 năm. Ít nhất không trọn thành một cái con đường tu hành như một cái bậc thánh thì ít nhất khi hoàn tục cũng là một công dân tốt trong xã hội, cũng là một người Phật tử biết đến Phật pháp, có nhân tố của đạo đức của Phật pháp ở trong lòng. Vì vậy cho nên công dân Thái Lan nhờ tu học như vậy, cho nên tất cả các chùa chiền của họ phát triển rất là mạnh, tu sĩ tu rất là đông. Và chúng ta cứ quan niệm là họ giống như là gạo để trên sàn, hột nào nhỏ thì cứ lọt, cứ sàn hoài như thế. Trong vô số những người đi tu như thế, có những người đi tu được 5 năm, có những người tu được 10 năm, có những người đi tu được trọn đời. Cái chuyện đó mình không biết được. Ví dụ 1 triệu người phát tâm đi tu, nó ra đời hết 900 ngàn đứa thì nó còn được 100 ngàn đứa. Trong 100 ngàn đứa này nó sẽ còn được 50 ngàn đứa tu được 10 năm. Cái tiếp tục 10 năm nữa nó còn được 30 ngàn đứa. Tiếp tục 10 năm nữa nó còn 20 ngàn đứa. Tiếp tục 10 năm nữa nó còn 10 ngàn đứa. Và trong 1 triệu đó nó sẽ còn đến 1 ngàn, hoặc thậm chí tệ nhất cũng còn được 100 người đi đến trọn cuộc đời. Như vậy nhờ 100 người này mà nó duy trì được Phật pháp từ đời này đến đời khác. 1 triệu người sẽ còn được 100 người. Thì trong quốc gia đó mãi mãi đều có những người xuất gia để tiếp tục kế thừa và phát huy đạo pháp. Có phải chỗ này không? Như vậy chúng ta cứ ngắt nghiện dân duyên: má ơi con muốn đi tu quá, ba ơi con muốn đi tu quá, mày dám đi tu được trọn đời không? Thì ngắt ngang cái nhân duyên tới đây. Như vậy 1 triệu đứa mà mày dám đi tu được trọn đời không này, thì nó đều bít cửa như thế. Thì mai này có 100 ông thầy đi tu trọn đời để hoằng pháp lợi sanh không? Không. Mất một cái này nó sẽ mất 100 ông tu hành chân chính đến còn trọn đời. Đó là chúng ta không biết. Chúng ta làm mất cơ hội của những người trở thành Phật.
những người tu hành lợi ích lớn. Đây là cái hiểu rất lầm lạc của chúng ta. Cho nên các vị thấy Thái Lan tại sao họ quan niệm thế này? Họ kính trọng một nhà tu, cái hỏi là tại sao lại một người tu? Thì họ nói là tôi lại người tu là gì? Tôi lại chiếc áo, có phải không? Cái từ lại chiếc áo rất là hay. Mà ngày xưa thật ra tôi không hiểu các vị. Khi một người con trai con gái ở trong nhà đi tu, khi trở về thăm gia đình, thậm chí cha mẹ cũng lễ, thì người ta mới hỏi là các vị là cha là mẹ mà tại sao lễ con mình khi đi tu trở về? Thì người cha người mẹ mới nói rằng là tôi lại chiếc áo là sắc phục của Phật, con tôi mặc cho nên tôi lại cái sắc phục Phật chứ không phải tôi lại con tôi. Đây là một câu thí dụ rất hay, có nghĩa là chiếc áo là chiếc áo Phật nhưng mà con tôi là chưa phải là Phật, con tôi là một chúng sinh đang tu. Nhưng mà mai này cái chiếc áo thì mãi mãi là chiếc áo tu, nhưng mà con tôi có thể là một nhà tu mà có thể mai này là một người đời. Hiểu ý này không? Vô cùng quan trọng. Cho nên ngày nào còn quấn chiếc y, còn mặc chiếc áo của Phật thì người ta còn kính trọng như một con người tu. Khi nào không tu nữa, trả chiếc áo này lại cho chùa, hoàn tục trở thành một người Phật tử, thì khi hết chiếc áo Phật thì người ta hết lại. Đó là đương nhiên vậy thôi. Cho nên quan niệm này người ta quan niệm rất hay. Có thể như một cái hình ảnh ẩn ý, nó không có phải là cao lắm, nhưng mà nó vẫn là cái cách tốt nhất. Như vậy ngày nào người nào còn quấn chiếc y, người đó sẽ được mọi người cung kính, cung dường, vì đó là một con người đang quấn y của Phật, đang mặc sắc phục của Phật. Đây là một cái từ rất hay. Cho nên một người tu là một người phàm đang tu, chứ không phải là một ông Phật. Chỉ mặc cái sắc phục này của Phật thôi, còn con người đó chưa phải là Phật. Chúng ta phải hiểu chỗ này. Nếu chúng ta quan niệm một ông thầy tu như ông Phật để chúng ta kính trọng, rồi mai này ông Phật này hút thuốc cái chúng ta chỉ trích, mai này ông Phật này uống bia cái chúng ta chỉ trích, Phật gì mà hút thuốc, Phật gì mà uống bia, thậm chí ông Phật gì mà đi chơi ở hàng xóm, ông Phật gì mà ngồi quán cà phê, ông Phật gì mà mai mốt hoàng tụ, có phải gì không? Phật mà sao hoàng tụ, Phật mà sao uống bia, Phật mà sao hút thuốc. Tại vì chúng ta cho con người đó là Phật, cho nên chúng ta rất là ghét và khó chịu những hình ảnh này. Nhưng mà chúng ta đâu có biết, hôm qua nó là ăn cướp, hôm qua nó là cướp giật, bữa nay nó vô chùa, nó mới cạo đầu, nó quấn cái y này, cái tự nhiên nói là ông Phật. Làm sao Phật được? Cho nên tất cả chúng ta là những phàm phu đang theo con đường của Phật, tu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Tu 5 năm cũng tốt, 10 năm cũng tốt, 20 năm cũng tốt. Cho nên con cái chúng ta mai này có nói là má ơi con muốn đi tu, chúng ta phải nói làm sao? Đi đi con, 3 tháng cũng được, 6 tháng, 1 năm, 5 năm, 10 năm, trọn đời càng tốt hơn. Đi bao nhiêu má bà lo cho tới đó. Đúng không? Nếu chúng ta nói như vậy thì nó cảm thấy thoải mái khi đi bước vào tu hành. Đi chọn con đường thì càng tốt, mà không chọn con đường thì cũng chẳng sao. Nó tốt theo bao nhiêu. Giống như bây giờ tôi nói như thế này. Cái bao tử các vị tôi cho là các vị ăn 3 chén cơm mới no, đúng không? Như vậy mà khi chúng ta mới ăn có nửa chén, rồi chúng ta không ăn nữa, thì sao? Xấu hay tốt? Hả? Tốt, đúng rồi. Ăn nửa chén nó no nửa chén, tuy rằng nó không no trọn vẹn nhưng mà nó vẫn no theo nửa chén, có phải vậy không? Thậm chí ăn có 2 muỗng thì nó cũng chưa no, nhưng mà nó no theo 2 muỗng. Nó vẫn có giá trị của 2 muỗng. Đâu phải đòi ăn 3 chén nó mới có ý nghĩa đâu. Ăn 3 chén thì ý nghĩa theo 3 chén, mà ăn nửa chén nó có ý nghĩa nửa chén, mà ăn 2 muỗng thì nó có ý nghĩa theo 2 muỗng, có lợi ích theo 2 muỗng. Như vậy đi tu được trọn đời thì nó tốt theo trọn đời, đi tu không trọn đời nửa đường gãi gánh thì tốt theo nửa đường gãi gánh. Các vị thấy đơn giản như vậy. Cho nên là cha là mẹ phải nhìn thoáng chỗ này. Một phàm phu bước vào con đường tập sự xuất gia, tức là gieo duyên với Phật Pháp, có thể duyên lành nhiều đời nhiều kiếp đầy đủ, người này sẽ có thắng duyên để đi chọn con đường của một nhà tu.
Còn nếu duyên lành chưa trọn đủ, người này đi 5 năm, 10 năm sau khi quay về, ít nhất cũng là một công dân tốt. Má ba sẽ tạo điều kiện cho chúng con trên con đường đời. Ở trong chùa thì quý hòa thượng, quý thầy dạy cho con đi theo đạo đức Phật Pháp nhà tu. Mai này con trở về đời, má ba sẽ dẫn cho con đi vào con đường đời. Nhưng đi vào con đường đời bằng tâm đức của một người Phật tử, một người đã có duyên với Phật Pháp, một người đã có gieo nhân tốt của một đạo đức Phật giáo ở trong lòng. Các vị phải thấy điều này rất rõ. Cho nên chúng ta không cảm thấy gì ngại ngùng khi vấn đề này xảy ra. Cho nên tôi nói như vậy, tôi không nhằm tính cách bào chữa những người đi tu mà có những cái vấn đề sơ sót. Sơ sót nó có quả báo của sơ sót. Nhưng ở đây chúng ta phải thừa nhận, một người phàm phu bước vào tu hành thì dĩ nhiên cái tham, cái sân, cái si, cái đố kỵ, cái này cái kia nó vẫn còn ở trong lòng. Những ham mê, những cái gì đó của thế gian cũng còn ở trong lòng. Nhưng mà môi trường đạo đức này nó giúp cho một con người này có khả năng kiềm chế và hạn chế tốt hơn. Nếu hạn chế cao và cái điều kiện tốt thì người này có khả năng chấm dứt hoàn toàn để trở thành một bậc thánh, hay là trở một bậc thầy đạo cao đức trọng. Chưa chấm dứt hoàn toàn thì cũng là một chúng sinh phàm phu, tu hành cũng gột rửa được ít nhiều về nghiệp chướng của mình trong cuộc đời. Như thế nào tôi cho đi xuất gia vẫn là tốt. Các vị nhìn thấy Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài tu có một đời, cái Ngài lên bàn Phật, Ngài ngồi để trở thành một vị Phật, để cho tất cả mọi người đảnh lễ, phải vậy không? Đâu có như vậy đâu. Trước khi Đức Phật thành Phật, hàng bao nhiêu kiếp Đức Phật cũng lăn lộn vào bao nhiêu loại chúng sinh, cũng đỏ đài bao nhiêu hình thái khác, cũng là một chúng sinh tạo nghiệp tạo ác biết bao điều. Khi làm voi, khi làm khỉ, khi làm cá, khi làm con bất hiếu, khi làm người phản thầy, khi làm thế này thế kia, mà đều có những cái duyên để giác ngộ, để quay về tu hành cả. Khi làm ăn cướp, khi làm ăn trộm, khi làm cái này cái kia đủ thứ, rồi cuối cùng nhiều đời nhiều kiếp trôi lăn mà tu tập mới bào mòn bớt cái nghiệp chướng, rồi lần lần tu hành mới trở thành một vị Phật. Như thế đâu phải tự nhiên cái ngài trở thành Phật liền vậy đâu. Bây giờ đem một phàm phu hoàn toàn nhiều tham lam và nghiệp chướng, đầy nhiều sân si và ích kỷ, trở thành một nhà tu, đem cái nhà tu này đi so sánh với Đức Phật đã thành Phật rồi, ai so sánh được điều đó? Các vị chỉ cho tôi coi coi. Không thể đem một phàm phu chai mới xuất gia như thế để so sánh với hình ảnh của một vị Phật. Sự thánh thiện của một vị Phật đã thành Phật thì không có một con người nào trên cuộc đời này đủ tư cách để so sánh với Đức Thế Tôn cả. Điều đó là một điều chắc chắn luôn. Không ai trên cuộc đời này đủ tư cách để đem bản thân mình so với Đức Thế Tôn đã thành Phật cả. Mà chúng ta vẫn là một con người đang trên lộ trình tu tập tìm về giác ngộ, tìm về giải thoát. Vậy thì ở đây là một phàm phu, dĩ nhiên có những lúc phiền não khởi lên. Và tùy cái mức độ tu tập của chúng ta thì cái phiền não này nó được thay đổi ít hay là nhiều. Chúng ta nên nhớ như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, một nhà tu vẫn tốt hơn rất nhiều so với một người đời. Và nếu tu mà trở nên hoàn tục thì cũng ít nhiều chúng ta đã gieo duyên được với Phật Pháp. Mà thậm chí cho dù tu 10 ngày như các vị cũng là tu gieo duyên. 10 ngày còn khuyến khích cho người ta tu, huống chi người tu được 5 năm, 3 năm, tại sao chúng ta không khuyến khích? Chúng ta phải thấy cái chỗ này. Cho nên về tầm rộng mà chúng ta có nhìn cái này, Phật Pháp chúng ta sẽ phát triển, không bao giờ bị hạn chế. Còn nếu chúng ta quan niệm tiêu cực cục bộ thì chúng ta sẽ tự rào lại Phật giáo của chúng ta, và rào lại một cách cục bộ, và mai này sẽ không có người kế thừa để phát huy đạo Pháp. Bây giờ một người tu 10 năm rồi họ hoàn tục thì ít nhiều 10 năm đó họ cũng nối kết được một cái chuỗi dài 10 năm cho đạo Pháp. Rồi bên cạnh đó sẽ có những người khác tiếp bước 10 năm nữa. Bên cạnh đó có nhiều người khác tiếp bước 10 năm nữa. Phật Pháp là cái nối. Mỗi người nối một nhịp cầu. Tôi đi tu 10 năm tôi nối được bao nhiêu nấc trong nhịp cầu.
tiếp tục các thầy các cô tiếp tục tu nữa, nối được bao nhiêu nấc trong nghiệp cầu, và tất cả các thế hệ chúng ta sẽ nối kết trở thành một cây cầu từ bờ mê qua bến giác để độ cuộc đời. Chúng ta phải thấy vậy. Cho nên tu trên cuộc đời nó giống như bông xoài trứng cá ha, chúng ta nên thấy vậy. Bông xoài thì sao? Ở nhà quê chúng ta là từng kinh nghiệm bông xoài sao? Hả? Khi nó trổ bông là bao nhiêu? Chúng ta thấy đầy bông trên cây xoài hết trơn, có phải không? Mà cái trứng cá trên bông xoài chúng ta thấy nhiều hết, cũng vô số luôn, phải không? Nhưng mà khi trở thành cái trái xoài to để chúng ta có được một trái xoài chín để chúng ta bỏ vào miệng chúng ta ăn, còn được khoảng bao nhiêu? Hả? Nó còn khoảng 1% là dữ lắm rồi à. Cũng giống như trứng cá vậy đó. Con cá nó mỗi lần, ví dụ bây giờ ở đây các vị biết lòng rồng không? Con cá lóc mỗi một lần nó đẻ một bầy lòng rồng, các vị độ khoảng bao nhiêu con? Tôi cho cả khoảng 2.000 con đi. Nhưng mà nó trở thành con cá mà đến lúc các vị bắt để ăn được bằng cùm tay tôi như thế này, còn được 10 con không? Hả? Thậm chí 10 con còn chưa chắc nữa, đúng không? Hả? Từ 2.000 con mà muốn kiếm được 10 con cá lóc mà hoàn chỉnh như cùm tay tôi là không phải dễ. Thậm chí không có con nào nữa. Mới trở thành bầy lòng rồng, nó xách cái gỗ rồi nó vớt cái không còn con luôn. Nó vô nó kho ăn rồi sao? Hả? Hả? Chúng ta thấy vậy. Thậm chí 2.000 con mà còn chưa có con nào, chứ đừng nói. Thành ra ở đây chúng ta nên nhớ kỹ rằng Phật dạy chúng ta cứ tu đi, cứ gieo duyên đi, 10 ngày còn tốt mà, huống chi tu 1 năm. Thành ra Phật tử phải mở rộng lòng ra, tạo điều kiện cho con chúng ta học tu từ thở nhỏ. Tu được bao nhiêu cũng tốt con, cứ đến chùa cứ học tu đi, khi nào có thời gian cứ học tu đi con. Cái đạo đức, cái tội, cái phước, cái gieo duyên xuất gia vào lòng con, một đời nhiều đời, ít nhiều gì nó cũng cứu con bớt khổ. Chúng ta phải thấy được như vậy. Thành ra ở đây đừng để bị những người dở hơi, những kẻ thiếu tu tập đó chỉ trích. Nó thì không tu ngày nào hết á, nó không biết ăn chay niệm Phật ngày nào hết á, nó cũng chẳng phải là đạo Phật nữa, nhưng mà nó cứ xỉa soi môi mói thị phi các chùa, các thầy, các sư cô. Một số Phật tử dở hơi ùa theo nó, đúng rồi, mà bị lọt vào bẫy của những kẻ thiếu tu tập, thiếu thiện chí trong Phật pháp mà không biết, để trở nên một cái sự làm tổn hại đi thanh danh của đạo pháp. Các vị quá dở hơi trong chuyện này. Nó đem cái ông thầy bá láp nào đó ra, cái nó nói đạo Phật bây giờ như vậy, cái chúng ta mê muội không biết trời đất gì chân cũng đúng rồi, bây giờ nó là như vậy. Người Phật tử gì mà dở hơi cạn mỏng dữ vậy? Nó nói ai thì cái chuyện của nó, chắc gì có thật. Ba câu chuyện tiếu lâm là chuyện thật trên cuộc đời sao? Nó đặt ra để nó làm chuyện cười, nó đem vô nó kể, tự nhiên chúng ta như vậy, hồi ngu một đống mà không biết. Cho nên ở đây chúng ta là một người tu tập theo Phật pháp mà sao bị những kẻ thiếu tu nó dụ, những kẻ thiếu tu nó làm chúng ta mê mờ điên đảo vậy. Nếu là một người Phật tử chân chính thì sao? Kệ ông đó, ông cũng phàm phu, ông tu, ông được nhiều tốt bấy nhiêu, ông tu trọn đời thì tuyệt vời, cái nào cũng có nhân có quả của ông. Nhưng mà nhờ như thế ông tu, mà nếu ông không có nghiêm trì giới luật, ông tu không tốt, cái quả báo này mới ông đọa địa ngục. Mai này hết cái đọa địa ngục rồi ông lên ông tu tiếp, giống y như lời của Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc vậy đó. Cứ tu đi con, phạm giới phá trai gì đó, mai này đọa địa ngục, sau khi trả hết nghiệp địa ngục quay về tu nữa con, phải vậy không? Thì kệ ông, ông lang bang kệ ông. Nếu mà mình thấy ông lang bang, mình không thích, mình không cúng dường ổng, mình không tôn trọng ổng, cái chuyện đó kệ mình. Nhưng cái đó là chuyện của ổng, là bông xoài trứng cá. Cho nên chúng ta phải cởi mở như thế thì chúng ta mới tạo có vô số người đến chùa và tu. Như vậy vô số người đến chùa, chúng ta sẽ còn được những bậc thượng căn, thượng trí tuyệt vời trong chùa chúng ta, cho dù số đó là ít. Cho nên Hòa Thượng Minh Thông, ngài nói một câu, đó là Hòa Thượng Lược Sư mà vừa rồi xuống đây đó. Hòa Thượng từng dạy lược tôi, và Hòa Thượng nói như thế này: trong một vùng miền mà chỉ cần 5 vị thầy tu hành nghiêm trì giới luật chân chính thì vẫn còn đạo pháp hưng thạnh tại thế gian. Ngài nói như thế. Một vùng miền 5 vị hòa thượng, 5 bậc đạo cao đức trọng, còn lại thôi cũng đủ Phật pháp tồn tại ở thế gian, bởi vì 4 vị là một tăng rồi.
Đó là một bậc đạo cao đức trọng luật sư đó mà nói như thế. Tôi từng học với Ngài, tôi quá hiểu được cái điều này. Ngài nói một câu tôi nghe cảm thấy mở cõi lòng ra liền. Chứ ngày xưa nói thật với các vị, tôi đi xuất gia tôi cũng cố chấp lắm. Tôi thấy một huynh đệ nào mà không nghiêm túc tôi rất là ghét, nhưng mà tôi không dám nói, nhưng mà trong lòng không có thích. Đó là lúc chúng ta mới tu, chúng ta còn thành kiến, chúng ta còn một cái tâm nhỏ hẹp, và chúng ta chưa mở rộng một cái nhìn của đạo pháp. Cho nên chúng ta thấy ai bê bối chút chúng ta cười, ai bê bối chúng ta chút chúng ta không thích, ai mà thiếu tu học chút chúng ta buồn. Nhưng mà không có gì buồn cả, cứ vậy đó, bông xoài trứng cá, cứ đi mãi. Ai đi đến trọn con đường thì tuyệt vời. Và chính cái chỗ đó, cho nên ai đi trọn con đường mới trở thành cái gì quý giá nhất. Chứ trên cuộc đời này ai cũng đi trọn con đường giống như nhau thì đâu có gì để kính trọng, dễ quá, có phải không? Cho nên trở thành một vị Phật vô cùng khó, trở thành một bậc đạo cao đức trọng tại cuộc đời này cũng vô cùng khó. Nhưng dầu thế nào đi nữa, một người có tu tập, một người đã từng xuất gia là quý giá rồi các vị. Tôi nhớ một câu chuyện này trong cái kinh Phật. Một hôm có một bà La Môn đi đến gặp Đức Phật. Bà La Môn mới nói như thế này: Này Sa Môn Cồ Đàm, ông tu hành đạo cao đức trọng chân chính gì đó, tôi nghe Thánh Sa Môn Đệ Thích Tử là những người bậc đạo cao đức trọng, nhưng mà tôi thấy rằng đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm cũng có những người phá trai phạm giới, tạo nhiều điều tội lỗi, như vậy đâu có gì xứng đáng là một cái bậc tu hạnh. Thì lúc đó Đức Phật chúng ta trả lời một câu rất tuyệt vời. Đức Phật mới chỉ với một cái ông Bà La Môn. Đức Phật nói: Này Bà La Môn, ông hãy nhìn thấy cái giường Y Lan ở trong rừng không? Thì các vị biết Ấn Độ nó có một cái rừng Y Lan. Cái rừng cây Y Lan này khi đến cái mùa nó trổ bông đó, các vị biết không? Cái bông nó thì rất đẹp, nhưng mà nó thúi vô cùng. Cho dù nó đang nở như thế đó mà cái bông này nó thúi không thể chịu nổi đó. Thì lúc đó Đức Phật mới nói: Này Bà La Môn, ông hãy coi cái rừng Y Lan ở trong rừng có phải là rừng Y Lan đang nở không? Cái Bà La Môn mới nói: Dạ đúng rồi, rừng Y Lan đang nở. Thì Đức Phật mới hỏi là: Ông có cảm giác như thế nào về bông Y Lan đang nở? Thì ông Bà La Môn mới nói rằng: Thưa Sa Môn Cồ Đàm, tôi cảm thấy nó thúi không thể chịu nổi khi nó đang nở. Rồi lúc đó Đức Phật mới thấy một cái xác bông chiên đàn á, nó khô, nó héo, nó rụng nằm dưới đất. Ông cảm thấy thế nào? Thì lúc đó ông Bà La Môn nói là: Thưa Sa Môn Cồ Đàm, cho dù cái bông chiên đàn mà nó rớt dưới đất, nó khô héo như thế, nhưng mà nó vẫn thơm. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng: Chúng sinh thiếu tu tập trong cuộc đời, nó giống như là rừng Y Lan vậy đó. Mặc dù thấy nó tươi nở như thế, nhưng mà nó thúi vô cùng. Có nghĩa là bên ngoài nó là một cái như vậy, nhưng mà bên trong nó rất nhiều thủ đoạn độc ác, sân si, tham dục đầy đủ thứ ở trong đó. Còn một người tu hành cho dù có sai lầm, nhưng mà nó giống như hoa chiên đàn, không được trổ trên cây, không tươi đẹp trên cây, nó là một loại bông héo, nhưng nó vẫn còn chất thơm. Đây là câu trả lời của Đức Phật. Cho nên tôi nói thật với các vị, một nhà tu có sai lầm cách mấy, nó cũng chưa ghê gớm và tội lỗi như những người đời tạo nghiệp đâu. Chứ không phải là chuyện bình thường. Chính môi trường và con đường học tu và chính sắc phục của nhà tu, nó sẽ hạn chế rất nhiều sự phát tác và tạo nghiệp của con người đó. Cho dù có làm gì sai quấy, cũng không thể nào sánh được với cái sự sai quấy lầm lạc và dấn bước tội lỗi của người đời. Vì vậy đây là một điều vô cùng quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta tu hành có trọn cũng được, mà không trọn cũng chẳng sao. Chúng ta cứ mạnh dạn tạo điều kiện cho vô số người đến chùa tu học. Tu gieo duyên thế này cũng tốt, mà tu xuất gia 1 năm, 5 năm, 10 năm cũng tốt. Rồi trong vô số người đó chúng ta sẽ chọn ra được những bậc căn cơ thượng thừa còn lại để duy trì Phật Pháp tại thế gian. Cho nên cách đây mười mấy năm về trước, lúc đó tôi chưa là tỳ kheo, tôi là một sa di. Từ ở trường Phật học tôi về, tôi thăm một cái người Phật tử ở gần chùa thôi. Thì hôm đó tôi lên thăm thì trước đó có hai vợ chồng cái người này là Thiên Chúa giáo. Nhưng mà thật ra hồi nhỏ tôi ở xóm thì những người này
tôi cũng có quen biết, mặc dù không thân nhưng mà cũng thoáng biết được họ. Thì khi tôi đến chơi thì có hai vợ chồng của họ ở trong căn nhà đó. Và khi họ thấy một người tu như tôi đến nhà thì tôi chưa nói gì, họ chỉ chào hỏi mới ngồi vào uống nước chơi cho vui thôi. Thì họ mới nói rằng: tôi nói thật với thầy nha, tôi không thích những người đi tu mà hoàn tục. Mình chưa nói gì họ chứ họ xỉa vô cái đầu mình một cái. Họ nói như thế: tu thì nên gán mà đi cho trọn cuộc đời, chứ mà đi tu mà lỡ nửa đường hoàn tục thì tôi cảm thấy nó nhục nhã, nó là cái gì ghê gớm lắm. Mà sao tôi nghĩ hồi lúc đó Phật độ, tổ độ tôi gì đó, mà sao cái máu tôi nó không sôi lắm. Tôi rất là bình tâm. Và khi bình tâm đó tôi mới cười một cách nhẹ nhàng. Chứ nếu mà chắc bây giờ chắc máu tôi hơi sôi á. Tôi mới nhẹ nhàng tôi nói là: hai cô chú có phải là vợ chồng không? Các ông nói đúng rồi, là vợ chồng. Cái lúc đó tôi mới hỏi là: khi họ đến đám cưới đó, họ chúc tụng nhau câu gì vậy? Cái họ nói là: trăm năm hạnh phúc. Cái lúc đó tôi mới hỏi là: khi chúc trăm năm hạnh phúc thì bao nhiêu cặp vợ chồng nó đi được 100 năm? Bao nhiêu cặp vợ chồng nó đi được 50 năm? Bao nhiêu cặp vợ chồng nó đi được 20 năm? Bao nhiêu cặp vợ chồng đi được 10 năm, 5 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, 6 tháng, 3 tháng, 1 tháng, 1 tuần? Có không? Tôi trả lời vậy, ông nói có. Nhưng mà ông nói đó là chuyện của người đời. Tôi nói người đời hay người tu nó cũng là như thế. Tại vì cái người mà bước vô á, đi tu, họ đâu có nghĩ họ hoàn tục. Cũng giống như hai vị hay là bao nhiêu người khác cưới nhau, có nghĩ là tôi với anh cưới nhau 3 tháng sau chúng ta ra tòa ly dị, có không? Hay là hai người chuẩn bị cưới nhau 3 năm sau em với anh ly dị, có không? Có ai nói chuyện đó không? Ai cũng muốn đi cho trọn con đường, đi đến trăm năm, đi đến răng long đầu bạc. Nhưng mà vì cái gì đó bất đắc dĩ quá mới 1 tuần, 3 tháng, 1 năm, 3 năm mà gãi gánh đường đời của chúng ta. Có phải vậy không? Như vậy có phải là vui vẻ cười hả hả để ra tòa ly dị không? Hay là phải người đau khổ, người khóc lóc, người nan nỉ, người từ chối? Có phải vậy không? Đâu phải mà vui vẻ để mà ra tòa ly dị đâu. Nó có những quan trái, nó có những khổ nàn, nó có những gì bất đắc dĩ quá người ta mới ra tòa ly dị. Chứ đâu ai muốn bao giờ. Ai cũng muốn đi cho trọn con đường. Thì cũng vậy, khi người ta bước vào xuất gia, người ta cũng có ý niệm đó đó, muốn đi để thành Phật, thành trời, thành tổ, thành cái gì đó. Nhưng mà ước mơ của chúng ta là ước mơ, nghiệp lực bên cạnh cuộc đời là nghiệp lực. Cho nên ở đây bất đắc dĩ mà chúng ta đau khổ, chúng ta mới hoàn tục chứ sung sướng gì. Nhưng mà khi hết duyên thì thôi, giống như các vị hết duyên vợ chồng thì cứ ra tòa ly dị. Chuyện đó cũng luật pháp cũng ủng hộ để giúp cho chúng ta ra tòa ly dị một cách hợp pháp thôi. Cho nên trong luật của Phật cũng vậy, một người tu Đức Phật chấp nhận được hoàn tục mấy 7 lần như thế, chứ đừng nói 1 lần. Có phải không? Nhưng mà ni thì không được nha. Ni thì chỉ có 1 lần thôi. Tăng thì được 7 lần. Các vị có thắc mắc cái này không? Hả? Có thắc mắc Phật sao mà trọng nam khinh nữ không? Nếu các vị có thắc mắc thì các vị tìm bà Gotami ngày xưa các vị hỏi đi. Tại sao đi chịu với Đức Phật cái điều giao phó này chi vậy? Đừng hỏi tôi không phải bả, tôi không biết. Bà Gotami bả chịu với Đức Phật về cái điều này. Chấp nhận thì ta cho nữ giới đi tu, không chấp nhận thì thôi. Bác Kỉnh Pháp cũng vậy. Thì hỏi có thắc mắc thì hỏi bả đó. Đừng hỏi mấy ông thầy tại sao vậy vậy, tôi đâu phải bả đâu, tôi biết. Thật sự với các vị. Như vậy trên nguyên tắc Đức Phật cho phép một nhà tu được hoàn tục 7 lần.
Nhưng sự thật với các vị, điều này Đức Phật cho phép, nhưng không có nghĩa là ai đi tu cũng hoàn tục 7 lần đâu. Thậm chí hoàn tục mới chừng 3 lần cái chết queo rồi, già chết chứ đâu có gì đâu. Xin thưa các vị, cái này nói để chi? Đức Phật đã mở cửa phương tiện hết sức mình như vậy để độ cho chúng sinh tu hành. Bởi vì ngày xưa có một vị thánh tăng, khi đi tu theo Phật Pháp hoàn tục tới lần thứ 7 thì đắc thánh quả. Vì vậy cho nên, vì đắc thánh quả cho nên Đức Phật mới lấy đây làm cái mốc để cho phép tất cả các thầy tu hành sau này được hoàn tục vô ra 7 lần. Nhưng mà cái luật vô ra nó không phải là giống như chúng ta tưởng tượng à nha. Đi tu được 5 năm, 10 năm là chuyện của chúng ta. Khi hoàn tục quay trở về, muốn quay trở lại tu thì phải sao? Phải lập lại từ ban đầu. Chứ không phải là tu 10 năm cái tới đại đức gì đó, tới chức vụ gì đó, cái tạm thời nghỉ ra đời, sau khi quay trở lại giữ chức đó tiếp tục đi nữa. Ông nội người ta sao mà làm kiểu đó? Xin thưa các vị, nó không có cái chuyện này, nó không có chuyện này. Quay trở lại là phải lập lại từ ban đầu như một người tập sự để chuẩn bị xuất gia. Chính vì chỗ đó mà tôi nói rằng quay đi quay lại chừng 3 lần là chết queo rồi, là nó gì vậy đó. Nó là chỗ này. Cho nên các vị biết rằng học và tu theo Phật Pháp, cái luật, cái trí tuệ, cái tầm nhìn của Đức Phật tuyệt vời vậy lắm. Còn cái khó khăn, cái mà chỉ trích cái bươi móc là tại cái tâm của phàm phu hiểu chưa tới thôi. Một bậc thánh nhân ít bao giờ chỉ trích những con người tu học lắm. Người ta biết rất rõ một chúng sinh đang trên con đường tu hành, chứ không phải là một bậc thánh. Vì vậy ở chỗ một chúng sinh thì còn rất nhiều phiền não. Thành ra một người có trí mới đủ lòng bao dung những sai lầm của chúng sinh. Còn một chúng sinh thì không đủ lòng rộng lượng để bao dung một chúng sinh sai lầm đâu các vị. Cho nên chính vì vậy Tổ Huệ Năng ngài mới dạy một câu: nếu người thật chân tu thì chẳng thấy lỗi thế gian. Cái này các vị thấy vô cùng quan trọng. Hết giờ chưa? Hả? Nữa không? Nếu mà nữa thì thầy cho thêm các vị một ý nữa. Còn nếu mà hết giờ thì thôi chúng ta dừng lại tại đây. Dịp khác nghe nữa. Một số người ta bị nắng, người ta đói bụng rồi kìa. Xin thưa các vị, một ý nhỏ cuối cùng thầy muốn nói với tất cả các vị: xuất gia công đức rất lớn, tu hành được theo Phật Pháp công đức rất lớn. Cho dù công đức không viên mãn như một bậc thánh hay là một đức Phật, thì công đức của chúng ta cũng là một cái gì đó tương đối giữa cuộc đời đầy phiền não sóng gió trong tam giới này. Các vị nhớ kỹ một ý kinh Đức Phật dạy trong một cái đoạn kinh, đó là kinh Tứ Thập Nhị Chương. Trong bài kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật có dạy một cái câu mà tôi nhớ như thế này. Đức Phật nói là cúng dường cho 100 người ác ăn không bằng cúng dường cho một người thiện. Cúng dường cho một người thiện, 1000 người thiện không bằng cho cúng dường cho một người thọ trì 5 giới. Cúng dường 10000 người thọ trì 5 giới không bằng cúng dường cho một vị đắc sơ quả Tu Đà Hoàng, vân 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 vân, tới một vị Bích Chi Phật và tới một vị vô tu vô chứng. Nó cứ tăng dần cái số lượng như vậy. Nhưng chúng ta được hiểu như thế này: có những người khi nghe qua đoạn kinh này, và bản thân tôi ngày xưa tôi học, tôi cũng nghĩ rằng tại sao trong đạo Phật nó có cái điều bất bình đẳng như vậy. Nếu nói như vậy thì người ta cứ đem tiền vô chùa mà cúng dường, chứ ai đi ban tặng cho những người nghèo khổ tật nguyền giữa thế gian. Nếu nói như vậy thì bây giờ làm như vậy thì bây giờ đạo Phật sẽ không còn lòng từ, tức là chỉ dung bồi cho những người có tu, có xuất gia, có học đạo, có chứng thánh. Còn bao nhiêu người trong cuộc đời đau khổ khác thì chúng ta phải làm thế nào? Như vậy cái tính chất từ bi bình đẳng của đạo Phật ở chỗ nào? Nhưng ở đây là cái điều Đức Phật dạy không phải gọi là bất từ bi bình đẳng. Khi để gọi là bố thí bình đẳng thì Đức Phật gọi là bố thí ba la mật. Nhưng trên phương diện tương đối thì cho thấy thế này. Bây giờ tôi cho thí dụ, các vị có 2 đứa con. Một đứa con chăm học chăm làm lo cho sự nghiệp, một đứa con bê tha rượu chè hút sách ma tí xì ke.
Các vị là người rất giàu có khi các vị đầu tư cho một đứa con học hành và các vị đầu tư cho số tiền cho một đứa ăn chơi. Cả hai đứa này, số tiền cho hai đứa là bằng nhau. Đứa này 1 tỷ, đứa này cũng 1 tỷ. Nhưng mà 1 tỷ để cho một đứa con ham học, ham làm, ham sự nghiệp, và 1 tỷ để đưa cho một đứa con ăn chơi, nhậu nhẹt, ma túy, hút sách, thì 2 tỷ này chia ra, 2 tỷ nào có ý nghĩa? Hả? Như vậy chúng ta thấy cái gì? 1 tỷ cho ra vẫn có ý nghĩa là con của mình. 1 tỷ này cho ra cũng vẫn có ý nghĩa là con của mình. Làm cha làm mẹ thì bình đẳng giống như nhau. Nhưng cái thằng chăm học, chăm làm, chăm lo sự nghiệp thì cũng 1 tỷ đó, nhưng mà nó làm ra được 100 tỷ, 1000 tỷ. Còn cái thằng ăn chơi này cũng 1 tỷ đó, nó ra được mấy tỷ? Hả? Nó ra được một con người bệnh hoạn. 1 tỷ này để nuôi ra được một con người bệnh hoạn, để báo đời, để báo xã hội, để báo cha mẹ, có phải vậy không? Như vậy thì cái ích lợi của nó ở chỗ nào? Vì vậy cho nên chúng ta mới thấy rằng Đức Phật dạy cúng cho 100 người ác ăn không bằng cúng cho 1 người thiện ăn, là chỗ này. Người thiện này họ ăn cái này, họ có thể làm thiện ít nhất cũng được 5 người, 10 người khác. Còn cho dù 100 kẻ ác này mình cho nó ăn thì 100 kẻ ác này vẫn là 100 kẻ, thậm chí 100 kẻ ác này nó phá ra hàng ngàn người điêu đứng và đau khổ về nó nữa là khác. Cái này người ta nhìn cái tầm đó. Vì vậy cho nên căn cứ vào mức độ thiện tâm của con người, để Đức Phật dạy khi cúng cho 1000 người thiện ăn không bằng cúng cho 1 người thọ trì 5 giới. Cúng cho 10000 người thọ trì 5 giới ăn không bằng cúng dường cho 1 vị sơ quả Tu Đà Hoàng. Đây là góc độ. Cái thành quả thiện của người này để làm được gì cho cuộc đời, cho chúng sinh, để có ý nghĩa rộng lớn, thì từ 1 đồng tiền đó nó phát trương ra, nó rộng lớn hơn. Còn trên vấn đề đại bi tâm, như một người mẹ lo cho bên đây 1 tỷ thì cũng lo đây 1 tỷ bình đẳng, đó là lương tâm trách vụ người mẹ. Nhưng mình biết 1 tỷ này người này sẽ dừng tới đó. Nhưng bằng cái tâm ba la mật, làm không có suy nghĩ gì khác, thì tự thân của người làm công đức đã tròn đủ. Nhưng ở đây muốn nói là tác dụng của cái đồng tiền đó, chứ không phải là muốn nói là ví dụ cái người này bố thí người nghèo thì cũng được 10 phần công đức, mà bố thí cho một người thánh tăng cũng được 10 phần công đức. Trên mặt bố thí này nó là như nhau rồi. Nhưng mà cái tác dụng của 10 cái phần bố thí này nè, cho một cái người mà làm phết trương công đức á, nó lại là tác dụng khác. Bố thí cho một người ăn không ngồi rồi phá hoại xã hội này nè, thì nó cũng là tác dụng khác. Người ta nói ngay cái tác dụng của việc đó. Còn trên công đức bố thí người nghèo hay bố thí cho bậc thánh, trên tâm bình đẳng thì công đức nó đã như nhau. Bằng tâm bình đẳng thì bố thí người nghèo công đức cũng như vậy, bố thí bậc thánh tăng công đức cũng như vậy. Nhưng mà tác dụng sau đó của hành động bố thí này để làm được cái gì? Đây là chúng ta nên nhớ như vậy. Cho nên ở đây, khi công đức xuất gia nó lớn là lớn ở chỗ này. Có tu tập, có giới đức, có đạo đức, có từ bi, thì cái việc làm chúng ta sẽ đem lợi lạc rất nhiều cho thế gian. Cho nên nếu chúng ta không khéo, con chúng ta hư, mà vì chúng ta nuông chiều, chúng ta đầu tư cho nó, đó là chúng ta đem đồng tiền chúng ta trở nên đổ sông đổ biển, đổ cho một kẻ ăn hại phá hoại như vậy, mà chúng ta gọi là thương con và làm có trách nhiệm. Đây là việc làm không có trí tuệ. Tạo cái cớ để cho nó phá hoại hơn, ăn chơi hơn, thay vì đồng tiền này làm lợi ích cho một xã hội rất nhiều, thì lại đầu tư cho một kẻ bệnh hoạn bậy bạ như thế, để trở nên phá hoại, tiêu tan sự nghiệp cuộc đời như thế. Thành ra khi lo cho một đứa con, hay là cúng dường cho tam bảo, hay là ủng hộ cho một chương trình, phải có trí tuệ. Trí tuệ để nhìn nhận thấy rằng nếu ý nghĩa này nó lớn thì chúng ta ủng hộ lớn, còn nếu ý nghĩa nó nhỏ thì chúng ta ủng hộ tương đối. Đừng tạo thêm cái cớ để mà làm cho những cái điều ác nó phát sinh thì nó không hay. Đây là cái chỗ chúng ta nên suy nghĩ. Cho nên góp phần phát triển đạo đức xã hội là điều nên, góp phần xây dựng cho xã hội là điều tốt, góp phần cúng dường tam bảo hay là mọi thứ cũng tốt, nhưng mà phải có trí tuệ. Thì cái thành quả này
chúng ta sẽ tạo cái được cái phước báo và lợi ích lớn hơn. Cho nên ở đây, trong cái nội dung của bài giảng này, tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị để nhìn thấy được rằng xuất gia gieo duyên và cái quan điểm xuất gia trong nhà đạo nó có ý nghĩa như thế nào, để cùng phát huy góp phần cho xã hội và cái nhìn của nó thoải mái hơn cho vấn đề tu tập, để tạo cái duyên lành cho người người đến với Phật pháp, cho hàng ngày có bóng dáng xuất gia còn tồn tại tăng bảo giữa thế gian thì Phật pháp còn tồn tại. Và khi nào Phật pháp còn tồn tại thì chúng sinh còn cơ hội để hạnh phúc an vui, còn bằng không thì chúng ta vô cùng nguy hiểm. Cho nên trên cuộc đời chúng ta ít nhiều gì hãy gắng mà lo tu học. Cho dù một ngày chúng ta tu học vẫn là ban tặng cho mình được một ngày, không khéo cả đời chúng ta đài đọa mình trong cái ăn, cái mặc, cái mối quan hệ, công việc, cho tất cả mọi thứ khác, chúng ta đài đọa mình không chứ không thấy ăn hưởng gì cả. Nhờ một ngày có tu tập, nhờ một ngày hiểu được Phật pháp mà chúng ta cởi mở cõi lòng rất nhiều, hạn chế đi rất nhiều sang tham và ích kỷ, để chúng ta có được hạnh phúc an vui hơn. Sự tu học nó là như thế. Cho nên mong rằng tất cả các Phật tử của chúng ta đều tinh tấn tu hành để tự ban tặng niềm an vui hạnh phúc giữa cuộc đời này. Đừng đài đọa mình theo một cái quan niệm của thế gian nữa. Chúc tất cả các vị đều được an vui hạnh phúc hôm nay và ngày mai. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hơn 90 phút, đại đức Thích Trúc Tiến đã vận tâm từ bi quán xét căn cơ của chúng sinh, và ngài đã ban những pháp âm vi diệu làm cho tất cả đại chúng đều được thấm nhuần Phật pháp, nảy mầm giác ngộ, tăng trưởng thiện căn và tương lai sẽ thành tựu đạo quả Bồ Đề. Thì qua cái thời pháp này thì sẽ thấy tất cả đại chúng lương cơ đều hoan hỷ và tín hộ phụng hành. Vậy giờ này trước tiên thì thay mặt ban tổ chức phá tu quốc gia lưu duyên phải 10 ngày tại đạo tràng Thiện Pháp Bộ An, và cũng thay mặt cho tăng ni và Phật tử ở tại địa phương, xin chân thành tri ân cảm tạ thẳng tình quý báo của đại đức không lệ được cá xa thôi từ thành phố Hồ Chí Minh cả trên độ đường dài hơn 300 cây số về lại đạo tràng này để ban bố một thời pháp hết sức là vi diệu. Và đặc biệt là trên chuyến đi này, đại đức cũng còn để lại những dấu tích kỷ niệm cho cái bài pháp hôm nay, tức là sẽ đưa bài pháp nào vào bài pháp này vào dĩa dừa, có lẽ chúng ta sẽ được mỗi người một đĩa. Hãy để đừng than đừng khóc biệt ly mẹ ơi, con đi xuống gia gian khổ vẫn vui, một ngồi tình thất một mái âm trần, một dần trăng sáng long lanh, những lòng muội vừa còn tu hành. Mẹ ơi đời tu của con là thế, công ơn dưỡng nuôi con nào dám quên, tình thương tạm gác vì quá mong manh, đừng sầu ly cách đôi phần để lòng xót xa bàng hoàng. Con còn đi phá vô mình, thương mẹ con thương nhiều lắm, nhưng đời tu sĩ vững tâm tình trao thế nhân. Cười lên đừng khóc vì con mẹ ơi, mai đây cách xa dù
cho buồn cố mẹ cố quên con. Đạo từ cao cả hơn non, nghĩa mẹ con nguyện vuông tròn. Thành tâm quỳ kính ơn từ bi, ơn kiến chứng minh con vào lớp thi. Đời con đã biến lìa neo vô mình, tìm vào biên trí vô sanh, nguyện cầu đất nước mai an lành.